Tòa Giám mục Xuân Lộc hân hoan báo tin vui: kính gửi quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc, anh chị em thân mến, theo giáo luật, trước khi được phong chức linh mục, các chúng sinh cần có thời gian thích hợp để thi hành chức phó tế. Vậy tôi thông báo cho anh chị em biết danh sách các ứng viên sẽ được phong chức phó tế đợt này như sau. 1. Thầy Giuse Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Định Quán. 2. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Trương, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Lai Ổn. 3. Thầy Anton Phạm Trọng Đức, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hiệp. 4. Thầy Đa Minh Đỗ Huy Hòa, sinh năm 1992, đang phục vụ tại giáo xứ Bình Minh. 5. Thầy Doan Bautista Trần Đức Hòa, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Trường. 6. Thầy Giuse Đào Tiến Hưng, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Đức. 7. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Khâm, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phương Lâm. 8. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bắc Thần. 9. Thầy Martino Nguyễn Công Minh, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Lộ Đức. 10. Thầy Giuse Văn Nhật Minh, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Tân Mai. 11. Thầy Giuse Bùi Thanh Nhàn, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Biên Hòa. 12. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Khánh. 13. Thầy Anton Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm. 14. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Thái Hoàng Quân, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp. 15. Thầy Giuse Triệu Thanh Quý, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thọ Lộc. 16. Thầy Martino Vũ Thiện Sang, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Dĩ An. 17. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Thành. 18. Thầy Giuse Viên Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Chính Tòa. 19. Thầy Anton Mai Quốc Trí, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hà Nội. 20. Thầy Đa Minh Trần Quang Trung, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. 21. Thầy Matthew Nguyễn Trần Vũ, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. 22. Thầy Joan Bautista Phan Hoài Vũ, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại Giáo họ Biệt lập Sóc Lu. Vì chức phó tế là chức thánh và phó tế được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ cộng đồng dân Chúa, nên trước khi chính thức gọi các thầy có tên nêu trên tiến chức, Đức Giám mục giáo phận cần biết các thầy có ngăn trở gì không. Vậy xin các cha thông báo danh sách này tại nhà thờ các giáo xứ, giáo họ biệt lập và dòng tu trong toàn giáo phận cho mọi người biết trong các thánh lễ Chúa Nhật năm thường niên ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023, Chúa Nhật 6 thường niên ngày 12 tháng 2 năm 2023, Chúa Nhật 7 thường niên ngày 19 tháng 2 năm 2023. Những ai thấy có vấn đề gì cần thiết liên quan đến việc chịu chức của các thầy, xin gửi thư kín hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, hạn chót ngày thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023. Nếu không có gì ngăn trở, thánh lễ phong chức phó tế sẽ được cử hành tại nhà nguyện Tòa Giám mục Xuân Lộc
vào lúc 15:30 thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023. Tôi xin gửi đến anh chị em lời thăm hỏi và chúc lành bình an trong Chúa Kitô. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi và các tiến chức của chúng ta. Thân mến chào anh chị em, Gioan Đỗ Văn Ngân.